Twitter chính thức ra mắt Bitcoin Tip để thưởng các nhà sáng tạo. Fed đang nghiên cứu giá trị của việc tạo ra đồng đô la kỹ thuật số. Blockchain xâm nhập sâu vào các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế toàn cầu. iOSK ra mắt The App Store mang đến trải nghiệm mới cho các nhà phát triển là những tin chính sẽ có trong bản tin chuyển động crypto ngày hôm nay. Twitter, mạng xã hội yêu thích của cộng đồng tiền điện tử vừa thông báo rằng họ sẽ cho phép người dùng gửi Bitcoin vào bất kỳ tài khoản nào bằng ví BTC. Đồng thời, Twitter cũng cho ra mắt sản phẩm Bitcoin Tip. Các khoản thanh toán bằng Bitcoin sẽ được áp dụng thông qua Lightning Network nhờ quan hệ đối tác với Strix. Lightning Network là một giải pháp khả năng mở rộng Layer 2 của Bitcoin, cho phép thực hiện các giao dịch ngay lập tức với chi phí tối thiểu. Nói cách khác, chức năng này nhằm mục đích phổ biến các khoản thanh toán vi mô trong ứng dụng. Ngoài ra, Twitter cũng đang khám phá việc sử dụng công nghệ NFT trên nền tảng như một hình thức bảo vệ danh tính phi tập trung. Để đánh dấu sự thâm nhập của mình vào không gian NFT, Twitter đã phát hành sản phẩm Bitcoin Tip cho phép người sử dụng BTC được thưởng cho những người sáng tạo NFT mà họ yêu thích. Hiện Bitcoin Tip đã có sẵn cho tất cả người dùng iOS của Apple và nó sẽ sớm được giới thiệu trên các hệ thống Android. Social Network dạo gần đây đã trở thành tâm điểm của các điều tra về vấn đề pháp lý tại nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ. Kentucky là tiểu bang mới nhất đưa ra lời cảnh báo đối với công ty khởi nghiệp tiền điện tử này và các sản phẩm cho vay của nó. Trong một đơn đệ trình hôm thứ Năm, Bộ phận Chứng khoán của tiểu bang, một bộ phận của Bộ Tài chính Kentucky, đã ban hành lệnh khẩn cấp yêu cầu Celsius Network ngừng hoạt động. Cơ quan quản lý đặt vấn đề về các tiền lãi kiếm được trên một số tài khoản tiền điện tử nhất định mà Celsius gọi là phần thưởng hoặc phí tài trợ. Cơ quan quản lý đang cáo buộc các tài khoản chịu lãi suất của Celsius vi phạm luật chứng khoán của tiểu bang và không tiết lộ cho khách hàng những gì xảy ra với số tiền của họ gửi vào, cũng như khách hàng không được bảo vệ theo luật chứng khoán của tiểu bang. Celsius có thể yêu cầu một phiên điều trần khẩn cấp để phản đối quyết định hoặc có thể kháng cáo thông qua tòa án. Động thái mới nhất của Kentucky đã giáng một đòn mạnh đối với Celsius Network. Hiện công ty này đang bị bủa vây bởi hàng loạt khiếu nại từ các cơ quan quản lý của Texas, Alabama và New Jersey. Khu nghỉ dưỡng giải trí Port Aventura World mang tính biểu tượng của châu Âu đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin vào năm 2022. Việc chấp nhận Bitcoin là một phần của nỗ lực tăng cường số hóa và thúc đẩy đổi mới. Port Aventura World hiện đang nghiên cứu một giải pháp phần mềm giúp khách hàng có thể thực hiện các giao dịch một cách đơn giản và an toàn. Công ty cho biết có thể các khoản thanh toán sẽ chuyển qua Lightning Network, một giải pháp mở rộng quy mô của Bitcoin đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về công suất vào cuối năm nay. Được biết, khu phức hợp giải trí Tây Ban Nha với 2 công viên giải trí và 6 khách sạn là khu nghỉ mát lớn nhất ở Nam Âu, thu hút khoảng 5 triệu du khách mỗi năm. Nền tảng đầu tư tập trung vào Solana hàng đầu là Solrai Finance đã ra mắt sàn giao dịch phi tập trung được cấp phép đầu tiên của Solana với tên gọi Solrai Dex Pro. Dịch vụ mới này sẽ sử dụng công nghệ của Serum để tận dụng thông lượng Solana cho việc trao đổi tài sản trực tuyến. Bản phát hành Solrai Dex Pro được hỗ trợ bởi Alameda Research, một trong những công ty lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong không gian tiền điện tử. Bản phát hành mới nhất sẽ có tầm quan trọng đặc biệt đối với các nhà đầu tư tổ chức quan tâm đến phân khúc tài chính phi tập trung. Solrai Dex Pro sẽ cho phép những người tham gia thị trường tinh vi tránh được các biện pháp trừng phạt đối với việc bơm tính thanh khoản vào các sản phẩm tiền điện tử và blockchain giai đoạn đầu. Solrai Finance và Solvik Technologies tiết lộ rằng đây là một giải pháp sẽ thay đổi cuộc chơi trong việc gây quỹ dựa trên Solana cho cả cá nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Fed Jerome Powell nói rằng họ đang nghiên cứu giá trị của việc tạo ra đồng đô la kỹ thuật số và có kế hoạch phát hành một báo cáo về vấn đề này. Ông cho biết ủy ban có nghĩa vụ xem xét cũng như đánh giá cả về chính sách công và công nghệ để tạo cơ sở cho việc đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài kiểm tra cuối cùng mà Fed sẽ áp dụng khi đánh giá tiền tệ kỹ thuật số là xem liệu những lợi ích rõ ràng và hữu hình có vượt trội hơn so với chi phí và rủi ro mà CBDC mang lại hay không. Mặc dù một số ngân hàng trung ương tung ra CBDC của riêng họ, Powell vẫn tuyên bố rằng Fed không vội vàng tham gia xu hướng này bởi trọng tâm không phải là tốc độ mà là làm cho mọi thứ ổn thỏa. CBDC đã đi đầu trong công cuộc chống lại thế lực của tiền điện tử, được các cơ quan quản lý ngân hàng toàn cầu và các nhà hoạch định chính sách của chính phủ tán thành. Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex và công ty con của nó là Diversify đã công bố khởi chạy cầu nối đầu tiên giữa không gian CeFi và DeFi, giúp thu hẹp khoảng cách vốn có của hai nền tảng này. Cầu nối sẽ cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các trải nghiệm độc đáo, không cần tin cậy và bảo mật tốt của DeFi, kết hợp với tính năng dễ tiếp cận, có tính thanh khoản cao của CeFi. Theo một thông báo từ công ty, các giao dịch ban đầu sẽ chỉ dành riêng cho Tether USDT, nhưng trong tương lai sẽ có các mã thông báo ERC-20 khác nhau được liên kết. Will Harborn, giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Diversify cho biết, giải pháp Layer 2 là tương lai của blockchain, cho dù đó là Lightning Network cho Bitcoin hay cho Rollup như Diversify cho Ethereum, thì tiền điện tử và DeFi cuối cùng cũng đang trở nên dễ tiếp cận hơn với tất cả mọi người. Một nghiên cứu được thực hiện bởi công ty blockchain Blockdata cho thấy những tín hiệu lạc quan trong việc áp dụng blockchain vào các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế toàn cầu. Theo đó, vào năm 2014, chỉ có hai công ty là PayPal và Walt Disney tham gia vào blockchain, nhưng hiện tại với việc áp dụng công nghệ blockchain đã phát triển theo cấp số nhân, 81 trong số 100 công ty đại chúng hàng đầu trên thế giới tính theo vốn hóa thị trường đã sử dụng công nghệ blockchain. 65 công ty trong số đó đang tích cực phát triển các giải pháp blockchain, trong khi 16 công ty vẫn đang nằm trong giai đoạn nghiên cứu. Microsoft, Amazon, Tencent, Nvidia, JP Morgan, Walmart, Alibaba, PayPal, Samsung và Ngân hàng Trung Quốc nằm trong số 27 công ty đã ra mắt các sản phẩm dựa trên blockchain. Blockdata cũng phát hiện rằng 36 trong số 100 công ty đại chúng hàng đầu đã đầu tư tổng cộng 3,5 tỷ đô la Mỹ và 101 công ty blockchain thông qua 140 vòng đầu tư. Nghiên cứu của Blockdata cho thấy công nghệ blockchain đang được sử dụng trong các lĩnh vực như thanh toán, bảo mật danh tính, tài chính thương mại, ngân hàng, chuỗi cung ứng và hậu cần. Bất chấp những hoài nghi từ những người phản đối, bản nâng cấp Alonzo ra mắt vào ngày 12 tháng 9 đã cho phép hàng loạt các dApp khởi chạy trên Cardano, mang lại sự thay đổi tích cực trên quy mô toàn cầu cho mạng blockchain thế hệ thứ 3 này. Thay vì sử dụng các tiếp cận ngẫu nhiên và lộn xộn đối với các dApp, nhà phát triển Cardano IOSK sẽ quản lý các dApp thông qua dApp Store nhằm giải quyết các vấn đề nguy cơ tiềm ẩn và độc hại có trong dApp. Cửa hàng này sẽ cung cấp một môi trường dân chủ và đáng tin cậy để các nhà phát triển có thể khởi chạy dApp của họ mà không phải đối mặt với sự kiểm duyệt. Tuy nhiên, cửa hàng cũng sẽ đưa ra những quy tắc tuân thủ cho các dApp bằng chương trình chứng nhận. Tất cả các dApp sau khi được chứng nhận sẽ phải trải qua thêm một loạt bài kiểm tra để xác minh tính hợp lý của nó như một giao thức. dApp Store sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh Cardano được khai mạc vào thứ Bảy ngày 25 tháng 9. Giám đốc điều hành và người sáng lập Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu có trụ sở tại Hoa Kỳ, Brian Armstrong đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với TechCrunch rằng sàn giao dịch đang chuẩn bị một dự thảo khung quy định để các nhà lập pháp liên bang xem xét. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi sàn giao dịch này vừa xảy ra một cuộc chạm trán với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ SEC. Gần đây, rapper huyền thoại Snoop Dogg đã tiết lộ rằng anh ấy là người đứng sau một tài khoản cá voi NFT, nắm giữ lượng tài sản kỹ thuật số giá trị lên tới 17 triệu đô la Mỹ. Tổng số NFT trong ví tại thời điểm viết bài là khoảng 207 NFT đến từ các bộ sưu tập phổ biến như CryptoPunks, Snoop Dogg Cash và Cosmos Flowers. Ngày 24 tháng 9 năm 2021, công ty cổ phần Decom Holdings và công ty CardiaChain ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược MOU. Mối quan hệ hợp tác này đem lại giá trị lớn cho cộng đồng blockchain tại Việt Nam và quốc tế khi hai bên có sự cam kết dài hạn trong học thuật và ứng dụng cũng như thúc đẩy truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp tại startup đến các công ty lớn hoạt động trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, đồng thời đưa nền tài chính truyền thống của Việt Nam tiến gần hơn đến việc áp dụng công nghệ blockchain nhằm rút ngắn khoảng cách về công nghệ với các nước trong khu vực.
FTX Trading, một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử hàng đầu thế giới, gần đây đã hợp tác với Mercedes-AMG, một nhà thiết kế, sản xuất và lắp ráp các loại xe hơi thuộc thương hiệu Mercedes-Benz để quảng cáo thương hiệu của mình trong suốt nhiều mùa giải đua xe công thức 1. Theo thỏa thuận ký kết, biểu tượng FTX sẽ được hiển thị trên các xe hơi tham gia vào đường đua của Mercedes. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã có một nhịp điều chỉnh nhẹ khi vốn hóa toàn cầu lúc 17 giờ là 2.006.000 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,4% so với 24 giờ trước. BTC giảm 2,8%, đang ở mức 43.434 đô la Mỹ. ETH bất ngờ lao dốc, giảm hơn 7%, còn 2.918 đô la Mỹ. ADA 2,21 đô la Mỹ và BNB giao dịch dưới 357 đô la Mỹ. CryptoLeak VN sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường crypto trong những bản tin tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!